shopnow.vn, à, click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về ý tưởng The Flood nha các bạn. Một cái vị tướng pháp sư, bây giờ đi sừng là xu thế các bạn, chứ còn đi pháp sư ở đường giữa thì nó là tài sử tài sư thôi. Bây giờ mình chuyển hướng đi sừng nó mới chất lượng. Rất là nhiều bạn thích chơi con tướng này đấy, không phải có một mình đâu. Ui dồi, hôm nay có drama. Wow, chất lượng nha. Ôi, lâu lắm mới có trận đấu đi rừng mà có bạn support, bạn đi hỗ trợ kiểu này đấy. Cảm ơn bạn nhiều nha. Trời ơi, mấy khi được đồng đội nó hỗ trợ như này, phải cảm ơn tới tấp như các bạn. Ui, đánh nhau kinh quá. Trời ơi, mấy bạn bên kia đứng dưới phang nhau tấm lâm té le hạt me luôn. Đập nhau luôn, phang nhau luôn, xúc nhau luôn, ớn ăn thế cơ chứ. Sợ nhờ, rồi đánh nhau luôn rồi. Mới vào đã anh Hảo rồi. Ô, bạn kêu cà rốt này là người quen à? Hello, hello baby. Yo. Xúc. Cố lên, giữ chân nó lại. Trời ơi, không giữ chân lại cho Hảo. Thôi. Đi về đường giữa coi mấy con lính này. Ê, lính ơi. Đừng có làm thế. Mình quay lại đây, mình mút cái con quái hồi nãy mình không dám đụng cái đã. Từ từ các bạn ạ. À, anh em nào mà muốn mua nick gì vô shop nick của mình dưới phần mô tả video ấy nha các bạn. Nhớ vào đúng shop nha, shopanhảo.vn nha. Đừng vào cái shopanhảo.com.vn là shop đó giả mạo mình đấy. Oh, hello. Thật ra thì trong những cái vị tướng đi rừng thì mình thấy The Flood nó khá là dễ chơi các bạn. Chơi nó gọi là cực kỳ sao bạn biết tới trong này nhỉ? Rồi, xong rồi. Đoánh luôn. 1, 2, 3, cha. Ui dạ, đầu xanh bị hất tung tào lao dữ vậy. Đi đâu bạn? Hello. Ui, gì vậy? Quẹt phát chết luôn. Vãi trưởng mà lốc ạ. Hay. Ui dồi ôi, ăn rồng luôn anh em ơi. Anh em lượm con rồng cho mình đi. Bập. Không có ai hỗ trợ ăn rồng, thôi mình về mình ăn con blue. Khó quá nhỉ. Nhưng mà tem mình trận này ăn được 3 chiếc 1 rồi, vẫn thơm. Mình chưa được bạn nào. Nãy giờ em cũng chỉ là một con người đi support cho đồng đội mà thôi, chứ có được cái miếng nào đâu. Khổ thế cơ chứ. Đây. Thấy rồi, quát mồi. À đây tam bạn còn xíu máu thôi. Rồi, có chiêu cuối. Đây rồi, tất cả cút ra để cho Hảo thể hiện. Và vị tướng là vị chà xoay. Ui giời ơi, bây giờ mới xoay này các bạn ơi, cứ dùng được một mảng rồi, mừng quá trời luôn. Về quá, hay quá. Bụp nó. Bụp không được à? Ngộ heng. Thiệt là ngộ quá trời. Hút luôn cơ à? Ây dạ, hất tung cao thế. Dạo này con rồng nó hất tung nó cao quá cả trưởng, bay lên tít trên trời luôn. Khiếp. Rồi xong, có con rồng luôn. Đi về. Đấy các bạn thấy chơi The Flood đơn giản không? Hồi đồng đội mình cứ đánh gần chết cái mình bay vào mình KS thôi. Quá là dễ đúng không các bạn? Trời ơi, mình bảo rồi mà, game là dễ, có cái gì đâu mà cứ phải khó. Các bạn muốn chơi một quân tướng đơn giản, dễ chơi và đặc biệt có khả năng KS, và đặc biệt nữa có khả năng xoay tay mà trụ không thể bắn, cũng như tem bạn không thể đụng vào. Đây, tôi The Flood. Ui, bụp. Đặc biến à? Ô, 2-1 không trượt cũng què. Chơi mà chơi đánh nhau đồng đội như vậy là 75 đó nha. 75 rồi. Rồi xong, bắn nó. Bập. Hất tung này. Ui, kinh quá nhờ. Tiếp. Hất tung cao thế. Mình không ăn được ai hết, mình cũng không giúp cho đồng đội mình là thoát được luôn. Mặc dù bạn ấy đã cố gắng chạy rất ghê gớm rồi, nhưng mà mình rất tiếc. Tại bên kia nó sung quá, nhiều máu quá. Ẻn. Lại tiếp tục công việc đi farm thôi các bạn ơi. Cứ từ từ thôi, gấp gì đâu. Ten 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 tiu tiu. Bập 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 bip. Quá dữ. Rồi, lên cho nó cái giày kiên cường. Xúc nó anh em. Ui giời ơi. Xoay. Đùng. Ui giời ơi, không chết luôn à. Ghê nhờ. Không chết đúng không?
không chết với chúng tôi đây, cuối cùng thì cũng phải chết thôi. Nào, hất nè, ê, muốn hất tôi ngả sao? Không được đâu, Ui Vera mạnh thế. Làm phát vị tướng gọi là Lorion, các bạn là lon ton luôn rồi. Có luôn bùa nè, trời ơi không ăn nhờ. Tội nghiệp chăm bạn quá, mới vào đã anh hảo rồi mà cuối cùng lại thế này, là bị ăn cho mình hành cho thế này nữa thì ui rồi, xoay này, ê, chạy thôi, ê, đi đâu, ê, xoay, muốn ăn tớ hử, quá lắm, lạng lách đánh võng chạy qua mình chờ hồi chiều ấy các bạn, mình cố tình mình chạy như vậy để mình chờ hồi chiều ấy, mình chạy vòng để cho nó hồi chiều một cái là mình té thôi. Ở pha đấy chắc là Rosie tam bạn nó lại bảo thằng này ngu thế, chạy chui vào trong cái góc hẹp sao chạy được nữa. Đâu tôi tính toán hết rồi đấy ông ạ, làm sao có thể ăn tôi dễ dàng được đúng không? Cái gì đây, xoay tay nè, ui 1 2 3, ui à đủ vãi rồi, xong luôn, hay vậy, trời ơi hay. Nó lướt qua bên này một cái, mình chạy xuống bên dưới một cái. Ui, pha đấy là mình hơi dở. Nếu mà mình lướt qua bên kia bức tường là khả năng mình thoát. Đúng không các bạn? Nhà mà cũng không được, cũng khó lắm. Mình lướt qua bên bức tường thì nó cũng quay, nó cũng đưa chiêu qua bên bức tường, nó hất tung mình lên. Nói chung là pha đấy là nếu mà mình lướt qua bức tường thì khả năng thoát cũng khá là cao ấy. Chứ còn chạy thẳng như vậy là chết chắc rồi. Tưởng bạn ấy không hất tung được chứ ai ngờ vẫn còn chiêu để mà hất tung. Hay ta. Đợt Flash thì nó giống với cả vị tướng Murad, đó chính là nó lướt chiêu lên xong nó có thể biến về được nha các bạn. Nói chung chơi con này chạy cũng sướng lắm. Cả khi xem bạn thì nó cứ gọi là nhức nát. Thì đối đầu với cả vị tướng Đợt Flash này, anh em mà cứ chặn đầu của nó, nó lướt lên xong các bạn chờ đứng ở cái chỗ mà nó chuẩn bị lướt về. Đấy, đứng ở đây đấy là lại xịn đấy. Nhưng mà cũng tùy thôi, nhiều lúc hỏi gặp như là bét đờ Vlad như Hảo này, Hảo đi lên xong rồi Hảo không biến về. À, đâm ra cũng không mà ăn gì được đâu. Dễ ăn của mình quá. Này thì rồng này, rồng chết rồi. Ôi, lên chợ bùng nổ rồi. Có chợ bùng nổ thì mình khoái lên chợ bùng nổ cho những vị tướng pháp sư lắm. Crazy, Alistair, tùm lum tẻ le. Nói chung là mình khoái lên chợ bùng nổ lắm các bạn. Đờ Vlad thì... không biết các bạn có lên hay không nhưng mình quái lên lắm. Ê bập. Ui ghê thế. Nó còn lôi người ta đi nữa à? Bạn không lôi tớ có khi cứ cũng đi theo cậu luôn đấy. Ui đường trên làm gì chết 3 người luôn kìa. Vãi. Gì vậy? Anh em đánh đấm kiểu gì vậy? Đánh đấm kiểu gì đây? Qua đây. Ui chết rồi. ba đánh với một. Tốc biến à. Ê, nó đứng nó chào mình kìa các bạn, ăn được rồi. Thả em ra. Ui giời ơi, không thả em luôn Hàn, mạnh mẽ dữ. Trời ơi, xém nữa là mình thoát được rồi các bạn. Trời ơi, không bị chiêu cuối của con Rossi là mình sống rồi, là tem bạn lại rớt nước mắt chảy nước mũi rơi nước miếng với mình rồi. Rồi, ok, mình sẽ lên cho nó xuyên tâm lệnh ngon hay là cái triệu hỗn mang ngon ta? Thôi mình lên triệu hỗn mang đi, thì giờ nó cũng bằng tiền nhau mà. Triệu hỗn mang đi, cho nó máu lửa. Mình cũng không biết, anh em biết so sánh coi cái xuyên tâm lệnh với cả cái triệu hỗn mang cái nào mạnh hơn. Mình ít chơi những vị tướng pháp sư, đâm ra thì trang bị mình cũng không có ấy cho lắm, không có tìm hiểu nhiều cho lắm, mà mấy con tướng như là sát thương ấy, đấy thì mình đi rừng ấy, hay đi AD ấy, thì mình tìm hiểu mấy cái đó thôi. Hello, ba ý, dí theo vào bụi này ấy, biết ngay mà. Ủa, tay bên kia ăn con Kasa luôn hả? Ớn ăn vậy? Kasa này Kasa nhỏ mà. Ui ủa, nó bu là nít mình quá trời luôn các bạn. Nó bu nó chờ mình biến về là nó xúc mình ấy. Ôi quá trời quá đất luôn ấy nhờ. Kinh thế. Được đấy, các bạn chơi được đây.
nhưng mà không bắt được Hảo đâu. Yeah, nút lầm làm gì đây? Đó, bay vào một cái làm bập 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 một cái. Thế thôi các bạn, đơn giản lắm. Yeah, bập bip 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 bip, xoay 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 một bé. Chơi luôn, chơi luôn. Ui, thằng bạn có mấy con này trâu bò quá các bạn ơi. Red này, Rosie này nó trâu vãi trưởng, trâu vãi trưởng luôn. Ha ha. Mình thì bắt những vị tướng xạ thủ hay pháp sư tem mạng thế thôi. Ý trời ơi, trâu thì đánh lâu cũng nghẽo nha cậu. Đây, chào đón cái trượng, quyền trượng hút máu chơi vui các bạn. Vui vẻ, trẻ khỏe các nào. Hello bạn, hồi nãy kéo mình dưới không? Úi, nó đòi kéo mình nữa kìa các bạn. Muốn kéo mình à? Không cho. Muốn kéo mình nhưng mà mình không cho. Đây rồi thì sao? Ui ôi. Hello bạn Vera nha. Nhìn thấy bạn đơn như cái cờ, thấy cũng tội đấy. Nhưng mà thôi mình cũng kệ. Đây cái quyền trượng là hút máu đã lắm các bạn. Ăn mấy con quái là đầy cái máu à. Nó hút máu dã man luôn. Trời ơi, một mình vị tướng Yana cân 2 kìa. Một mình cân 2, cân 2 con trâu luôn à. Mình cũng bay vào mình góp vui cái thôi. Tem mình sao mà mấy bạn kia chết hết đấy nhở? Anh đếm kiểu gì mà mấy bạn có bát một hồi mấy bạn chết sạch luôn mà tem bạn vẫn còn y nguyên. Hello! Lại kéo. Liu, muốn kéo tôi sao? Không quá đâu nha. Dễ gì mà ăn được của tớ à cậu? Đây. Đây rồi. Ui ôi, xoay tay này. Yeah, sống. Sống anh em ơi, mừng quá trời mừng luôn. Đây được cái huyết trượng này là hồi máu rồi đây. Nhưng mà mình chưa lên đâu, tại vì cái huyết trượng nó có nội tại các bạn ạ. Bây giờ mình mua một cái là mất nội tại ngay, để về đấy hồi máu đã xong mình mới mua. Ví dụ như cái Hercules thịnh nộ mà hết máu mà các bạn mua một cái là các bạn phí mất cái nội tại đấy. Cái gì? Làm sao? Bạn muốn như thế nào? Cái gì? Làm sao? Bắn Hảo này thì bắn Hảo này nhờn hoài. Bắn đi. Đừng tưởng bạn xanh mà bạn muốn làm gì làm nha. Nãy tem mình ngon quá trời mà bây giờ bị tem bạn nó vượt mặt rồi. Nó ăn hơn tem mình một mạng rồi. Lodion. Chỉ có chiêu cuối các bạn. Không có chiêu cuối không bàn ăn gì được đâu. Hôm trước cũng có mấy bạn kêu mình chơi về vị tướng Lodion mà mình chơi có nó gà quá, sợ đi đánh hạng sấp mặt. Thì cái nick này của mình nó cũng sao nó cũng khá là nhiều các bạn, ba mấy sao á. Bởi vậy đâm ra thì mình chỉ chơi mấy con tướng mà mình quen tay hay là mình biết chơi thôi. Còn mấy con tướng test thì mình không dám các bạn. Sợ làm cục tạ cho đồng đội rồi ăn chửi sấp mặt thôi chứ làm gì. Với lại làm clip mà không biết chơi thì bị ăn chửi nhiều lắm. Rồi xong mà blue tôi đâu? What the hell? Mất blue rồi. Vãi. Quay lên quay xuống cái mất tiêu mà blue các bạn. 1m2 tới 4 thằng ăn trộm. Vãi cái nồi. Đây cái thằng Rosie này nó cướp bùa mình này các bạn. Đập nó luôn. Mày cướp bùa hả mày? Lớn rồi chơi mất dạy. Cướp không? Ê, là vì tem bạn là mồi hơn của mình kìa. Hello. Chạy được à? Bảy rồi. Không chơi được. Là vì nó có cái chua 2 các bạn. Không có chua 2 này chết đi mình đấy chứ. Một, hai, ba. Ủa, các bạn chết hết rồi hả? Gì kì vậy? Ô, thắng à? Ui, xoay tay này. Eo ơi, trận này mình hỗ trợ nhiều quá. Ăn được có 6 kill à? Ui, thôi, đi về. Hết sạch máu rồi. Không có lính các bạn ơi, không có lính, không ăn được đâu các bạn ơi, bỏ đi.
Nó cũng chết nữa. Mình ra mình ăn mấy con lính này mình đầy cái máu ngay mà các bạn. Quyền trượng nó hút máu kinh lắm. Bập 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 bập. Én. Bập 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 bập. Đó, thấy không? Rồi, lên hư vương miệng Hecateo. Rồi, ăn xong con Kai'Sa là win là đẹp. Nhưng mà các bạn nó thấy mình ở Kai'Sa rồi thôi bỏ đi bạn ơi. Ăn không được đâu. Ăn thì ăn được nhưng mà mất công các bạn nó ra nó cướp nó cứ thua ngược nó lại khổ. Các bạn ăn mấy con rồng hay mấy con Kai'Sa các bạn phải lưu ý nhá. Chờ các bạn không có ở đó rồi các bạn hãng ăn. Chứ mình cũng bị mấy lần thua ngược vì cái con Kai'Sa rồi đó. Tèm đang ngon ăn Kai'Sa thì công tèm mình nó cướp một phát. Wow. Ê lèo. Quá cầu băng xương hả? Ui giời. Hello Barbie. Piu 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 bụp nè. Trời ơi, không ăn được mạng luôn. Quái chữ. Hảo buồn quá Hảo, cô đơn quá Hảo. Có chờ không Hảo không được ăn mạng, Hảo buồn, Hảo khóc bây giờ. Ê ê, tên bạn đông thế. Làm gì đây? Ui, quá trời đông luôn rồi. Yena. Cố lên, không sao, mình đây rồi. Anh em cứ đẩy thẳng, đừng dưới đây. Có Hảo ở đây rồi, Hảo lại sợ mấy bạn quá cơ. Bùm chiu. Cố lên, cố lên. Malok ơi, ulti nó. Ủa Malok mới ulti rồi còn đâu, quên nhầm. Ơi. Hello này. Univera không phải Violet nó vẫn ăn được ạ. À. Trời ơi là trời. Tôi không có được cái mạng nào luôn đua. Buồn quá các bạn ơi. Anh em xem clip của mình nhớ cho một like ấy nha. Một like và một đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký. Các bạn đăng ký kênh rồi thì thôi ha. Đó. Đợi lính ở đường dưới lên để cho nó đẹp này. Yo. Hello. Các bạn cứ ở bên dưới đi. Mình đi mình đẩy trụ đây. Thôi mình win đây. Chứ trận này mình đen quá. Không ăn được mạng rồi. Mình chán rồi. Đấy. Giả bộ chạy ra đường giữa thế thôi. Tôi là tôi me trụ dưới này. Đấy. Tính toán hết rồi đây. Ô được mạng nữa rồi. 7 kill rồi. Ê. Ui. Không được thêm mạng nữa rồi các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc mọi người đang xem clip vui vẻ nha. Anh em mà có ý kiến gì thì comment ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Giờ thì mình nghỉ đây. Bye bye.